Đi về với đâu đầu quá. Em thích coi tranh tiếp nè. Ok, cảm ơn em nhé. Hello. Hello Pacharat. Suwanarat. Cái tên khó đọc vậy. Cái tên của bên người Thái họ hơi khó đọc. À, Bangkok. Bangkok là người Thái. Ui. Ngủ sớm đi tranh nhé. Ừ à. Sẽ phải ra đi đường hay hơn mẹ anh. Mọi người thấy đọc ngộ không là một lâm là mọi người biết rồi. Nghĩ rip nghĩ. Anh chơi Vera cho em xem. Ủa Vera đánh gì trời anh hay. Anh đánh đi ly xem. Trận này không biết có đánh ngộ không không đây này. Rồi The Flash đi đâu? Rồi tụi mày bị... Đây! Tụi mày đi lên đi. Tao đi support cho. Tao phá cho banh rừng lên. Đè nát rừng. I'm from Thailand, yes. Yeah. Thái Lan. Phan khuộc. Về ra rừng hay lắm anh ơi. Một combo trai kia một combat ba. Chết thằng lần đó hên suối. Nếu mà mấy ông xanh còn mấy ông thọt thì nó. Mấy ông combo nó không chết thì ngoài là nó giả mà không chết. Tôi chưa ăn cơm này. Tối giờ tôi chưa ăn cơm này lát nữa. Live xong ngồi ăn cơm. Đói bụng quá. Ủa mày đốt mày bây giờ. Đánh mở gánh ga cho em. Cho anh xem một lần. Mở gánh ga hả anh? Để em coi thử có trận nào có hy vọng đánh mở gánh ga. Em sẽ đánh cho anh xem. Hứa VO rồi mà cho anh xui. Cái là trận này bị giành rừng. Ai ngủ thì ngủ đi nhá, không phụ anh lại nói đấy. Không phụ anh lại cấm coi stream tôi là chết. Anh Sơn Thân Thế hồi nãy là ma tông mọi người nhá. Em hâm mộ anh từ khi anh đấu giải thế giới. Cảm ơn em nhiều nhé. Sao Grack đen, Grack là con kéo 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 đúng không? Mập đúng không? Xuyên đêm anh ơi, stream tới mấy giờ? Stream chắc tầm tới 1 giờ mọi người nhé. Bây giờ sẽ đi ngủ. Ơ lộn, đi ăn. Nhầm, 1 giờ chúng ta sẽ đi ăn. Đây là cây máy của Henry. Khá là lực. Đúng. Cấm gì chứ cấm chứ cấm coi chim mà chết tôi. Em đi ngủ đây anh tranh lát ngủ ngon. Bye bye Mỹ Tiên nha, cho em ngủ ngon nha. Giờ nó tìm nó con là sĩ rừng đây, con rau cơ hay là con kiểu gì mẹ mày thảm chưa út. Cháu mẹ Violet à, không ai qua cướp rừng nó à. Nó về nó ăn blue này. Rocker. Tao phá cho con ba lét khỏi ăn bùa luôn. Thôi thì thôi chứ. Ủa, con vai con Slim có biết chơi không vậy? Tấn công. Vãi cả Ara cầm con nó bật tăng tốc mày. Ê Slim
không biết chơi anh em à. Xong rồi game này tôi thấy vì nó chát chát sai sai rồi, hay lắm, chat game đánh thì nó không biết đánh rồi còn giành rừng. Ô mày cũng quỳ rồi, bây giờ team nó ba bùa sao chơi, có chịu thế nhở? Nó ăn ba bùa trả lời vừa ba. Cướp gì cái tầm này, tôi nhảy xuống tôi chưa kịp sờ mai nữa. Trời ơi cái địt, cái con chị nó, cái con thỏ cùi bắp này. Tao level 2, nó level 4. Cay. Nó hai trừng phạt. Cấp 3 rồi em. Game căng thế nhờ. Game hơi căng rồi anh em à. Được cái chỗ top. Dũng về mày. Rồi xong, Dũng ở đất rồi. Dũng đất cánh mùa thu rồi anh em à. Đấy, anh đang tăng cho em đấy. Mẹ thêm thỏ không biết chơi rồi chứ, mẹ cuộc đời đúng bế tắc luôn á. Kéo đó. Kiểu này sao gánh trời. Em căng ghê nhỉ. Mày bị điên hả, nó tai chết mày bây giờ Dũng à. Thỏ bị chơi mẹ đâu mà gà với không gà. Nhìn ra bật tăng tốc luôn. No hope phải. Không hy vọng đó nè, cái này người ta gọi là không hy vọng này. Một thằng 1-3. Thằng thỏ thì không biết chơi. Ở về 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 gãy ít thôi. Đây lần đầu tiên phải để support gánh, cảm giác nó chó thì chứ. Ở trận này tôi cầm
cái đi mẹ vô lý. Trời đúng hư cấu. Em nhìn trận này cá gánh tiên cho em coi nè. Đây kim công. Kim công không bạn? Chạy. Game này gánh được, game này hai cá chơi được. Tao bơi luôn cả. Ê, rocker, ê, vai đấy, ê, rocker, vai đấy này. Ô, cái địt mẹ mày bị ngứa hả mày? Tao khỏe lắm, cứ đi xây trước. Thôi đi về. Còn con Rocker cũng gần chết rồi em. Rocker bên nào. Thật kêu hai con cá gánh được mà. Trời ơi. Anh đã không cách tôi em chụp đổ chưa. Thôi dẹp mẹ con thỏ đi, tao farm rừng, tao làm rừng luôn cho nè. Em thằng đừng nhà thờ đất bà này, cút. Giờ là mày không có ăn cái gì nữa đó, bấm nút biến. Đánh thì đã ngu rồi còn thích giành lên. Để về học thêm chục năm nữa đi. Đấy, tao ăn hết rừng luôn. Tao ăn tao xanh luôn, tao gánh. Ôi. Nó xuống hang rồng chơi luôn nè. Thiếu một cá. Combo, thiếu cái gì mà thiếu. Về. Thấy mẹ. Trời, thấy mẹ. Trời mẹ đi. Mà tăng tốc là. Tao chơi hết sức rồi đây. Tốt. Thiếu một cá. Thiếu một cá đâu, con bán nó win rồi, thiếu một cá. Combo một cá. Thiếu một con cá trong cái combo này rồi. Thỏ hài mà. Ê đi ạ. Phần đéo phải về, tao lên nó lên, anh ngủ chết mẹ tao luôn. Susuna là cái gì? Tính đâu đây? Đợi anh có thêm cái giáp băng nữa. Ủa pha này mà anh... anh hơn 600 rồi, anh hơn tiền support đó nè. Hơn nhiều. Mũ mà. Tao chưa có nội tài Dũng ơi! Mất con kinh công này. Nhìn lồn kia kìa. Ở tay đôi ta à? Tối luôn. Tao nhảy vô này. Tao vẫn chưa có nội tại đâu. Chơi nó luôn đi, tao sợ cái gì nó. Rồi, ủa sao ba thằng đẹp kìa. Ui sợ con bắt. Anh đã cố hết sức rồi mà không được cái chịu. Địt mẹ như con thỏ kìa. Địt mẹ thỏ chó thì. Đi mẹ con thỏ. Giờ làm sao để thắng được ai anh em à? Làm sao để tôi gắn được con thỏ đây? Tại thua, thế thua xả mãi đờ luôn á.
Nhưng mà nhìn anh Thỏ đánh mù mắt thiệt chứ.